Thưa quý vị, rất nhanh chóng trước khi chúng ta nói chuyện với Hà Linh, Vương Hương mời quý vị thưởng thức một ca khúc mà Vương Hương rất yêu thích và rất hot hiện nay. Mọi người đi đâu cũng đều muốn hát bài hát này hết, nhưng mà với riêng chất giọng của Hà Linh thì khác. Nó làm cho Vương Hương có cảm xúc nhiều hơn khi mà nghe những ca từ trong bài này. Lưu Vũ giới thiệu đi. Dạ, Hà Linh xin phép được gửi đến quý khán thính giả của đài ZTV bài hát mang tên Xin làm người xa lạ. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến sóng xa thêm. Đoạn đường ta đi còn dài lê thê, bởi còn đam mê về nên ngỡ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chẳng trường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, sao còn đến đắng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi. Thôi nhé quên trong đời, còn có yêu sinh ngày làm người lắng nghe. Còn gì đâu em, còn gì đâu em,
xa rồi, tôi nhé quên trong đời còn có yêu sinh ngày làm người lắng nghe. Xa cách nhau xa rồi, tôi nhé quên trong đời còn có yêu sinh ngày làm người lắng nghe.